cô chú anh chị ơi, bây giờ Ti đang leo lên trên tàu. Ở dưới anh Tuấn Anh á, mình nên ảnh sẽ chạy qua hầm 1 mấy bên kia để cặp vô tàu. Bây giờ Ti leo lên trên này trước, lát nữa Ti sẽ buộc dây lên dây tàu. Bây giờ đổi hướng rồi, Ti không có giao hầm này nữa mà Ti sẽ giao hầm 1. Hiện bây giờ Ti đang đi ở ngoài cái bon của tàu nè. Đây là cái hầm chứa gạo. Gạo này có hai loại, một loại trong cái túi màu trắng, một loại trong cái túi màu đen. Anh áo trắng á, ảnh đứng anh chỉ cậu. Đông người lắm. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16. Ồ, vòng vòng có 20 người á. 20 người với hầm á. Có phụ nữ luôn. Có khi làm hàng xá, có khi thì chở hàng bao nữa. Ở trên tàu có mấy cái cần cạp. Khi mà làm hàng xá thì người ta sẽ móc cái cần cạp này vô. Bây giờ Ti sẽ đi qua bên cái bên kia. Bây giờ Ti sẽ đi qua bên kia.
khá là lớn. Rồi bên trực ban đều xà lan của cô Út vô luôn hả vậy. Bên này, bên cái hầm 1 này xà lan của anh Thảo đang gieo còn mớ nữa là xong rồi. Mấy anh chị công nhân dựng lều ở tạm ở trên tàu này luôn nè, mọi người che bạt. Chú ngủ nghỉ ngơi ở trên tàu này rồi nè, nấu ăn ở trên này luôn. Tại vì biên phòng không có cho công nhân đi vô trong bờ, chừng nào làm hàng xong cái tàu này rồi mới được đi vô bờ. Ông xã Ti á, ông đã chạy xà lan qua gần tới rồi nè. Bây giờ anh Thảo anh giao xong rồi, ảnh sẽ chạy tới luôn rồi ông xã Ti sẽ cặt xà lan vô. Đi giao được 400 mấy chục tấn rồi, nhưng mà Ti phải giao tới 3 hầm lận, tại vì Ti là cái tàu chót xà lan giao chót cuối cùng, cho nên là Ti phải chạy tới 3 hầm lận. Hồi nãy là Ti giao ở hầm 1, bây giờ anh Giang giao xong rồi Ti sẽ quay lại, Ti cặp vô chỗ anh Giang giao là ngay hầm 5, Ti sẽ cặp vô đây rồi xong rồi Ti mới quay qua bển. Đi cặp bên bển đi giao bên kia nữa. Giao tới 3 hầm luôn. Trời chuyển mưa nữa rồi mọi người ơi. Rồi ơi mưa luôn rồi anh ơi, mình nó quá trời mưa luôn. Mình nói mưa quá trời lớn không rồi. Gió ít hơn hôm trước, hôm qua gió quá trời luôn. Có là leo lên rồi, lúc xa rồi đâu, lâu rồi đâu.
Cô chú anh chị ơi, bây giờ Ti đã buộc dây tàu là xong xuôi hết rồi, nhưng mà do trời mưa cho nên vẫn chưa có làm hàng tiếp tục được. Giờ này Ti mới ăn cơm nè. Sáng Ti thức sớm 6 giờ mấy là Ti ăn sáng rồi, tranh thủ sớm sớm đặng chuẩn bị lên đặng mình giao hàng. Rồi lúc nãy nghỉ trưa là không có ăn luôn, tại vì công nhân người ta ăn cơm liền, ta ăn cơm người ta làm liền luôn, cho nên là Ti không có ăn cơm được, không ở trên đào luôn, không có xuống ăn cơm được. Ti ăn cơm với dưa hấu với cá hộp, cá mòi á. Vào lúc trời mưa bão giao hàng cực lắm, chút xíu cái đóng hầm, chút xíu cái mở hầm, làm hoài luôn. Mà chuyến này giao chót còn bị dời hầm nữa chứ, phải giao tới 3 hầm hàng lên. Giao tàu cực, mình phải leo lên leo xuống, rồi buộc dây, rồi giờ dây, rồi lo dây nữa. Nãy giờ lo dây cái lưng của Ti nó hơi đau đau trở lại rồi, với lại leo thang á, leo lên leo xuống. Bây giờ ổng không có người đi phụ thì phải ráng làm chứ sao giờ, tại vì có hai vợ chồng mà. Ông xã Ti thì ở dưới này coi kéo hầm đồ rồi coi chạy xà lan, còn Ti thì Ti phải buộc dây mở dây rồi. Bây giờ mà sáng thức dậy Ti phải ăn sáng, Ti phải làm đồ ăn sáng. 8-9 giờ là bắt đầu cái bao tử mình nó cồn cào rồi, là sáng nào Ti cũng phải ăn sáng mới được. Cô chú anh chị ơi, bây giờ Ti giao hầm 5 có 64 túi à, Ti giao xong rồi. Công nhận luôn á, kêu giờ qua đây lấy được có 64 túi à, xong rồi phải chạy qua bên kia trở lại. Ở bên này là cái xà lan chở gạo. Cái tàu này chở vừa gạo túi vừa gạo bao luôn. Cái xà lan này chở gạo bao. Cái này hình như bao có 25kg rồi cả nhà ơi. Màu đỏ nữa chứ. Điếm một hồi chá mắt luôn. Hiện giờ người ta đang cẩu mấy cái cây sắt màu vàng này bỏ xuống xà lan, để nữa Ti chở vô trong Sài Gòn giao lại ở trong cảng ở trong Sài Gòn á. Tại mình là xà lan giao cuối cùng cho nên mình phải chở mấy cái này đi vô. Nào giao hàng xong hết đi chở mấy cây sắt màu vàng này vô trong cảng khách hội á, Ti giao ở trong rồi Ti mới được về. Cây màu vàng, mấy cây sắt màu vàng với lại mấy cái cọng cáp luôn, mình chở nguyên luôn vậy đó. Tại vì mấy cái này của cảng chứ không phải là của tàu. Dạ. Bây giờ anh Tuấn Anh với là anh Giang á sẽ chịu dây mang đạp lái ra ngoài rồi chở đầu lại chạy vô phía trong của tàu lại. Giao tàu mà dời hầm nó cực lắm cô chú anh chị ơi, giờ tới giờ lui kéo dây xỉu luôn. Thank you.
Ly sẽ cầm cọng dây mồi này đi vô phía bên trong, phía bên trong của tàu, thòi qua bên kia buộc dây mấy anh kia lại. Trời ơi, đi giao còn khoảng hơn 200 tấn nữa là xong rồi. Trời ơi, đậu lâu quá, cái xà lan nó đóng phèn luôn rồi cô chú ơi, quá trời phèn luôn rồi. Bây giờ Ti sẽ đi qua hầm phía bên kia. Ở đằng trước á, mấy anh chị đang kiểm gạo. Cái xà lan này chở gạo bao đỏ chói à. Một chùm đỏ chói mấy trăm bao á. Thiền liền ăn gạo nữa. Cái hầm hầm số 4 là chưa có hàng. Hầm số 4 hôm nay chưa có hàng. Cô chú anh chị ơi, gạo này bao có 25 kg à. Mà màu nó đỏ chói luôn. Bao nhỏ vậy á, mình giao hàng mình đếm nó cực dữ lắm. Lơ tơ mơ là mất hàng liền á. Giờ này mấy anh chị công nhân vẫn còn đang ăn cơm. Ăn đi, ăn đi. Ở bên đây xà lan của cô Út còn vài kéo nữa là xong rồi. Bây giờ ông xã Ti với anh Giang đang chạy xà lan qua rừng tới rồi. Chừng nào mà cô Út giao xong thì Ti sẽ cập vô máng này, cái máng của cô Út luôn, và Ti sẽ giao tại đây. Chiếc này Ti bao chót cho nên là Ti giao tới 3 hầm hàng lận. Anh Giang anh giao xong trước nhưng mà anh không có đi về, anh ở lại anh phụ với Ti luôn, phụ với Ti cập tàu với lại buộc dây đồ. Bây giờ Ti sẽ kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn tất cả cô chú, anh chị và các bạn đã theo dõi video hôm nay. Hẹn gặp lại cả nhà vào những video sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.